Ngâm thì mình có thể ăn. Cho bố chị cái cốc. Đây là cốc bao tử đấy nhỉ. Ăn một quả thế nào thì ăn khá bé. Thôi, cái này văn đồ về giờ mới ăn được. Chúa. Chúng mà ăn đấy lo, nên chín mãi nên không được chín mắc. Chưa cũng phải chọn à? Người ấy mà bà nhà con này nó to nhỏ nó to con này nó thích ăn đấy. Lấy củ này chín đấy, bây giờ lấy về cắt thử không? Cân cân chưa được đâu. Chưa được đâu. Chưa được đâu. Chưa được đâu. Chưa được có to sợ chưa mà nhau à, ăn rồi đi. Hết rồi đâu? Mà to này cũng được nhưng mà con sợ. Mà to này nó có hột bên trong á. Có hạt. À có hạt. Mà nhỏ thôi ăn đủ quá. Mấy cân rồi? 2 cân. Có này sợ không biết có được mì một con không nhỉ? Để xem nào. Chắc được một con đó. Đó xem nào. Chắc không được đâu. Được. Được thì vứt bên này sang. Không đủ thì lấy của em này. Em lấy một cân ra. Mày. Một cân. Thank you.
ướt hết rồi. Làng đi mua ít ngô lấy gạo đi, hết gạo hết ngô rút ra gạo đi cắt ít gạo. Gạo lần này sát đẹp hết. Cái sốc bé thế nhỉ. Cái này cái loại lúa lúa thuần à? Ôi xa. Ngô à cái này.
ngô này đẹp thế. Lấy xô về cho vị ăn. Ngô này không sâu tí nào nhỉ? Vàng ươm luôn. Cho đi. Này cháu gà. Chuối. Cái này cho vịt. Gà. Nước nữa, thịt lâu rồi, đằng Ha ha ha.